Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con Giáp Chủ Nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Đinh Mùi tháng Canh Dần năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên hà hỏa, ngày đinh mùi, tức can sinh cho chi, có nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thiên hà thủy, kỵ tuổi, tân sửu Kỵ sửu ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỵ sửu, Đinh Dậu, Kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày mùi lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi, thành mộc cục xung với sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi Kỵ sửu tân sửu tuổi sung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc sao thiên thành tốt mọi việc sao kính tâm tốt đối với an táng sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát. Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mà các bạn đốn xem từ vị chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này thường xuyên nóng nảy và cáu kỉnh do bạn đang phải chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tương hại. Bạn mệnh tuổi Tý đang có nhiều suy nghĩ cực đoan, chỉ thích làm theo ý của mình mà không muốn nghe ý kiến góp ý của những người khác. Nhưng cũng chính vì cái tính ưu ngạnh này mà bạn tuổi tí dễ mắc bẫy của kẻ tiểu nhân. Do đó, bạn hãy thật cẩn thận mọi khi đưa, đưa ra quyết định của mình. Đã bắt tay vào làm công việc gì thì phải tập trung, chú ý, không nên lơ là, mất tập trung, tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Ngày này với bạn tuổi tí cũng đang gặp ngày có thổ khác với Thủy, cho thấy về cái mối quan hệ của bạn tuổi tí với nửa kia cũng không được máy hòa hợp. Nếu như muốn cải thiện tình trạng trên, bạn tuổi Tý cần phải dành thêm nhiều thời gian để lắng nghe và trò chuyện với người ấy, giúp cho vợ chồng có sự tháo hiểu lẫn nhau. Vài tử vi tuổi giáp Tý thuộc Kim thường xuyên nóng nảy cáo kỉnh, tử vi tuổi bính tý thuộc thủy không muốn nghe ý kiến của người ngoài, tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa dễ mắc bẫy của kẻ tiểu nhân, tử vi tuổi canh tý thuộc thổ không nên lơ là trong công việc, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc dành thời gian cho nửa kia nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này đã gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tốt sửu mùi cái điều này tác động không tốt cho sự nghiệp của bạn bạn mệnh tuổi sửu quá tự tin với năng lực của mình cho nên trở thành người thích thể hiện thậm chí là múa rìu qua mắt thợ và đây có thể trở thành nguồn cơn khiến cho bạn gặp phải đủ mọi điều rắc rối với bạn tuổi tí, bạn cần phải suy nghĩ trước khi nói, tránh những tình trạng, hành động nóng vội, bất đồng, khiến cho người khác có cái nhìn không đúng về bạn, đưa ra những quyết định sai lầm, thậm chí còn làm phiền người khác khắc phục hậu quả mà mình gây ra nữa. Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho thấy, bạn sẽ có những suy nghĩ bất đồng với lãnh đạo, bạn cần phải biết chừng mực, không nên cãi nhau tay đôi với người có chức cao hơn mình, hãy để cho đôi bên, bàn luận theo cách thiện trí nhất vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim quá tự tin về khả năng của mình tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy dễ vướng vào rắc rối trong công việc tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ không nên cãi cọ bất đồng với người có địa vị cao tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 2 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu cà phê màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Dậu tuổi Hợi Từ vi tuổi dần chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có thương quan giáng họa với bạn tuổi dần đang vướng phải những rắc rối lớn trong ngày hôm nay bản mệnh tuổi dần là người có nhiều chuyện có thể hành động bốc phát, gây ra mất lòng với lãnh đạo. Bên cạnh đó, bạn cũng dễ có mâu thuẫn, xô xát với đồng nghiệp nữa. Bạn tuổi dần cần phải hết sức giữ bình tĩnh vào thời điểm này. Dù có gặp tình huống khó khăn như thế nào đi chăng nữa, cũng không nghĩ nghĩ tới việc buông xuôi, bỏ cuộc. Bạn có thể gác công việc lại để cho mình được nghỉ ngơi ít nhiều rồi, lại tiếp tục cố gắng. Ngày này với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ cho thấy và cái mối quan hệ của bạn tuổi dần với nửa kia cũng không được như ý muốn. Nếu gặp chuyện không như ý ngoài xã hội, bạn nên tâm sự chứ không nên to tiếng với nửa kia của mình. Cái điều này gây ảnh hưởng xấu tới bầu không khí của gia đình. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy dễ hành động gây mất lòng với người lãnh đạo. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa mau thuẫn, xô sát với đồng nghiệp hoặc là bạn bè, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, không nên nghĩ tới việc bỏ cuộc, chịu thua, tử vi tuổi Canh dần thuộc mộc, tiếp tục cố gắng trong việc mình đang làm, tử vi tuổi Nhâm dần thuộc kim, nên tâm sự với nửa kia để tháo gỡ những bất đồng giữa hai người. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù hợp, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Mão, chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mạo mùi phù trợ cho nên công việc của bạn tuổi mão tiến triển khá chi là thuận lợi tuy nhiên nếu như bạn muốn lập ra những kế hoạch thiết thực bạn cần phải đánh giá chính xác năng lực của bản thân mình và tình huống thực tế nữa. Với bà tuổi mão, khi đứng trước những quyết định trọng đại, bạn mạnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh nhiều hơn. Mọi người sẽ đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn và có những hướng đi mới mẻ phù hợp với ý tưởng của bạn nữa. Bên cạnh đó, vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Mão, khi đứng trước những quyết định trọng đại, bạn mệnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh nhiều hơn. Mọi người sẽ giúp cho bạn đưa ra những gợi ý đúng đắn và có những hướng đi mới mẻ hơn nhiều so với sự tưởng tượng của bạn nữa đấy. Ngày này với bà tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cho thấy đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, đầu tư hoặc là làm nghề tay trái thì có thể được hưởng một khoản tiền kha khá bởi bạn đã bỏ công sức cố gắng trong suốt thời gian vừa qua. Đây là nguồn cổ vũ lớn lao giúp cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy công việc tín trị thuận lợi tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa đánh giá khả năng của mình chính xác tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh tử vi tuổi tân mão thuộc mộc đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán người làm công ăn lương thì được nhận một khoản tiền lãi tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim có động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi từ vi tuổi thìn chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ cái điều này cho thấy với bà tuổi thìn đang đứng trước các cuộc thi hoặc là bầu cử thì gặp nhiều điều như ý chỉ cần bạn tự tin phát huy năng lực thực sự của mình chắc chắn sẽ được mọi người xung quanh tin tưởng và công nhận ủng hộ cho bạn bạn tuổi thìn, bạn cũng nhận được sự đánh giá cao của cấp trên vì đã có ý tưởng sáng tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bạn đã đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng và có lộ trình thăng tiến cụ thể, bạn sẽ thành công trong nay mai mà thôi. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn với người khác giới khá chi là tốt đẹp. Nếu như trong ngày này bạn có ý định tiếp cận, bạn nên mở lòng mình và cho những cho người ta một cơ hội xem sao, biết đâu đó cũng chính là người sinh ra để dành cho bạn thì sao? về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa công việc có bước tiến triển đáng nể tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ được lãnh đạo tin tưởng và giao cho trọng trách tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc gặp nhiều thuận lợi trong việc thi cử bầu cử tử vi tuổi canh thìn thuộc kim xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nên cho mọi người cơ hội Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày Chủ nhật này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bà tuổi tỵ với nửa kia đang phát triển khá chi là tốt đẹp nhờ đôi bên thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau mà có thể đoán được những suy nghĩ của nửa kia ngay cả khi người ta còn chưa lên tiếng. Bên cạnh đó, đối với những bạn đang còn độc thân thì cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của những người khác phái. Nếu như có người chân thành đến với mình thì bạn cần phải cởi mở hơn và giữ liên lạc với người đó đừng có tiếp tục nhốt mình trong thế giới riêng nữa. Ngày này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cho thấy đối với những ai đang thiêu nghiệp gia đình sẽ được thừa hưởng một khoản tài sản khá lớn. Bạn hãy dùng những đồ đồng tiền ấy để đưa sự nghiệp của mình phát triển cao hơn nữa, chớ nghĩ tới việc chơi bời, phung phí về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nhận được sự quan tâm để ý của người khác phái tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc không nên nhốt mình trong thế giới riêng tử vi tuổi tan tỵ thuộc kim nhận được khoản thừa kế của người nhà tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy không nên chi tiêu chơi bời quá phung phí Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi ngọ chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi ngọ trong ngày này đang có sự tác động của cục diện ngũ hành nhị hợp phù trợ, cho nên với bà tuổi ngọ gặp nhiều may mắn nếu như đầu tư làm ăn trong ngày hôm nay. Bản mệnh tuổi ngọ có thể tìm được những mối khách hàng hứa hẹn nhờ có khả năng đánh giá tình huống chuẩn xác khoản lời lại của bạn sẽ rất đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Mối quan hệ xã giao của bạn tử ngọ trong ngày này cũng phát triển hài hòa Dù bạn là người nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những người đã được bạn giúp đỡ vào lúc này rất có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai. Bên cạnh đó, vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tử ngọ cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng cho thấy bạn mẹ tuổi ngọ luôn tìm cách thấu hiểu cho con cái của mình đôi bên luôn tăng cường giao lưu trò chuyện với nhau bà tuổi ngọ không bao giờ mắng mộ con cái dù chúng làm điều gì đó không đúng đi chăng nữa vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tìm được những mối đầu tư hứa hẹn tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy khả năng đánh giá tình huống chuẩn xác tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa mối quan hệ xã dạ giao phát triển hài hòa tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ thường xuyên trò chuyện với bố mẹ con cái tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc gặp nhiều chuyện may mắn khi làm ăn và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi Mùi ạ cho chúng ta thấy là vợ trình của bà tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bà tuổi Mùi cần phải tránh mâu thuẫn với những người có quyền cao chức trọng trong bộ máy lãnh đạo nếu như bạn một mực ương bướng với những quyết định của mình, không chịu lắng nghe và tiếp thu thì rất có thể bạn sẽ gây ấn tượng xấu với cấp trên, khiến cho sự nghiệp của bạn bị ảnh hưởng. Bạn tuổi Mùi, bạn là người giỏi quan sát, thông minh và nhanh nhẹn nhưng lại dễ bị kích động, kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng điểm này để gây rắc rối cho bạn, khiến cho bạn phải đau đầu để giải quyết. Vì vậy, bạn cần phải cẩn thận hơn trước mọi lời nói, hành động của mình. Với bạn tuổi mùi trong ngày này, nếu như có ý định xuất hành đi xa, bạn mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt đi những rắc rối không mong muốn xảy ra với mình. Hướng tốt đó là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim đầu óc minh mẫn và linh hoạt tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy không nên nóng vội dễ bị kích động tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa tránh mâu thuẫn bất đồng với cấp trên tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ có thể phải đối mặt với kẻ tiểu nhân tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc nên cởi mở nên mở rộng các mối quan hệ xã giao Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi ngọ, tuổi mùi. tử vi tuổi thân chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho thấy với bà tuổi thân vẫn còn lịa bóng trở nên rất chi là đào hoa trong ngày hôm nay bạn mạnh tuổi thân dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới. Chỉ cần bạn mở rộng lòng mình, bạn sẽ tìm được người ưng ý mà thôi. Tuy nhiên, đối với những bạn đã lập gia đình rồi, những bạn đã có đôi có cặp thì lại cần phải giữ khoảng cách với những người đang có ý định làm thân với mình. Nếu như buông thả thiêu cảm xúc nhất thời và ứng xử không khéo liếu, rất có thể bạn để việc này ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc gia đình nữa. Và ngày này với bà tuổi thân cũng đang gặp được ngày có chính án chiếu mệnh cho thấy bản mệnh sẽ thăng tín rất nhanh trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bạn tìm được cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân và được cấp trên công nhận. Vì vậy, bạn cần phải nắm chắc cơ hội để không phải nối tiếc về sau này. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy thu hút ánh mắt của người khác phái, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ không nên buông thiêu cảm xúc, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim nắm bắt cơ hội thuộc về mình vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng kim quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Tỵ từ vi tuổi giàu chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ cho nên với bạn tuổi dậu đạt được thành tích cao nếu như làm trong các ngành nghề liên quan tới nghệ thuật y học kỹ thuật bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người và là tấm gương để cho đồng nghiệp và bạn bè nuôi theo nữa. Tuy nhiên, để việc thăng tín thêm phần thuận lợi hơn, thì với bạn tuổi Dậu cần phải mở rộng mối quan hệ với mọi người. Chẳng ai có thể tự mình hoàn thành tất cả mọi công việc, và đôi khi bạn phải hợp tác với những người khác mới có thể vươn tới thành công được. Ngày này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng, cho thấy về cái mối quan hệ của bạn với nửa kia đang rất chi là tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia, cho nên mỗi khi có một vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra những quyết định cuối cùng. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa khẳng định được giá trị của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ nên mở rộng các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc, mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp, từ vi tuổi quý dậu thuộc kim, giao lưu, trao đổi ý kiến với mọi người nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 xem từ vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi tuất á cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xịu mùi cho nên với bạn tuổi tuất trở nên quá mức thẳng thắn bạn nghĩ gì nói nấy chứ không hay để ý tới cảm nhận của những người khác cho nên dễ gây tổn thương cho mọi người đồng thời khiến cho chính mình vướng phải nhiều rắc rối nữa với những lúc gặp khó khăn trong công việc bạn tuổi Tuất không nên quá căng thẳng, lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn. Bạn vốn là người tài giỏi hơn bạn nghĩ nhiều. Chỉ cần bạn quyết tâm thì chẳng có khó khăn nào mà bạn chẳng thể vượt qua được. Và ngày này với bạn tuổi Tuất đó, cũng đang gặp ngày có thổ vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình khiến cho những việc vốn dị đơn giản lại thành ra phức tạp. Vì vậy bạn cần phải quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất chi là nhiều. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa không để ý tới cảm nhận của người khác, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ nên tự tin hơn vào khả năng của mình, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, từ vi tuổi canh tốt, thuộc kim, đừng có phức tạp hóa vấn đề. Từ vi tuổi nhâm tốt, thuộc thủy, không nên quá lô lắng khi gặp khó khăn. Về đánh giá của 3 tuổi tốt trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tuất. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi hợi ạ. Cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có thổ khác với thủy cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn tuổi Hợi với người nhà không được êm ấm bạn mệnh tuổi Hợi có thể cảm thấy mình trở nên lạc lõng vì không nhận được sự dụng ủng hộ của bất cứ ai trước mắt thay vì thất vọng thì với bạn tuổi Hợi hãy dành thời gian để xem lại những kế hoạch của mình đã làm ra xem sao về mối quan hệ với nửa kia của mình với bạn tuổi Hợi cũng không được mấy êm đẹp đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết cách thông cảm cho nhau cả hai đều cần phải bình tĩnh ngồi lại và nói chuyện để tháo gỡ mọi vấn đề vợ chồng không nên nghĩ tới chuyện thắng thua bên cạnh đó vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có kiếp tài chứa mệnh cho thấy với bạn tuổi hợi cũng có thể sẽ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính chắn nhiệt tình trong công việc là ưu điểm của bạn Xong, điều đó cũng khiến cho bạn trở thành người mù quáng, thậm chí là manh động nữa. vì vậy bạn cần phải rèn luyện để trung hòa tính cách này của mình. vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa không nhận được sự ủng hộ của mọi người. tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ không nên thất vọng với thực tài. tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lành. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, thay đổi những tính cách chưa tốt. Và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.